Cầm lên. Rồi bạn chạy cho mọi người thử coi, bạn thử coi, đi thử coi. Cầm lên. Bạn thấy không? Mọi người có thấy cái em đi xe không? Rồi, bây giờ bạn có thể lên đây được không? Bạn chia sẻ với mọi người được không? Rồi bạn lên. Chúng bạn lên. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, chúng ta mời thêm một người bạn thứ hai. Mời người bạn thứ hai, mời bạn lên đây. Rồi, mời bạn lên. Cho một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. À, chúng ta thấy hai người bạn này là những người mà gọi là bị khuyết tật về mặt thân xác. À, chúng ta nghe hai người bạn ấy chia sẻ coi, mình vẫn cứ bảo là mình đau khổ, rồi mình cứ bảo là mình thiệt thòi. Vậy thì nghe thử coi họ như thế nào. Mời kinh doanh xem ngồi xuống hết. Ngồi xuống. Để cho người khác cùng xa nhìn thấy. Ngồi xuống. Rồi mời con. Con tên gì, có bao nhiêu tuổi, con ở đâu, con làm gì và con bị bệnh nó như thế nào, nói cho mọi người. Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Dạ, con tên Nguyễn Thị Lam, con ở ngoài Bắc, Nam Định. Bao nhiêu tuổi? Con 35 tuổi. Con làm gì? Con làm may ạ. Rồi, con bị bệnh, cái chân con nó bị khuyết tật như vậy từ bao giờ? Con từ trong thai mẹ. À, lúc mẹ con sinh ra thì lăn ngược, không có la xuôi, bởi vì lăn ngược đây là la chân trước, nhưng mà mẹ con sinh con la là la đít trước, la mông trước ạ. Cô là để ăn ngược có phải không? Dạ, con để ngược. Rồi xong nữa, con lớn lên như thế nào, con chia sẻ cho mọi người cuộc sống của con. Con lớn lên trong, con nghe người ta kể lại thôi. Mà con lớn lên trong bệnh tật, một bệnh tật nan y, cũng không thể nào thuốc chữa được. Nhưng mà bố mẹ con đã đưa con đi chạy hết chỗ này chỗ kia. Và cuối cùng là bố mẹ con đã đưa con vào nhà dòng để lấy thuốc cứu chữa cho những cái bệnh con là kể từ đầu đến cuối. Rồi gia đình con được bao nhiêu người, bố mẹ con làm gì? Bố mẹ con làm nghề muối. Và gia đình con được 8 anh em, 9 một, còn 7. Rồi con học đến đâu? Con học ạ. Con học. Con có đi học không? Con không đi học, con chỉ học lớp 1. Bởi vì ngày xưa không có ai đón rước. Cha mẹ con thì bận đi làm, còn không có ai đón rước ạ. Cho nên con nghỉ học từ lớp 1. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi mà con chia sẻ cho mọi người coi là lúc mà bị như vậy đó thì gia đình con là người đạo Công giáo và con cảm thấy cái đau khổ của mình nó như thế nào khi mà con có đạo và con cầu nguyện như thế nào? Khi mà con có đạo thì mỗi tuần, mặc dù con không có thời gian bởi vì con công việc của con là làm may, nhưng mỗi tuần con đến với nhà Chúa, con chỉ cầu xin là con bình an và gia đình con được bình an và con được khỏe mạnh để phụ giúp gia đình ạ. À, rồi hôm nay động cơ nào mà từ ngoài Bắc con đi bằng cái xe, con chia sẻ cho mọi người cái xe này con đi như thế nào, di chuyển như thế nào. Thưa anh chị em, đây là cái xe mà nãy giờ người bạn ấy đi đến đây bằng cái xe như thế này, bạn ngồi trên đó bạn chạy. Và con chia sẻ cho mọi người con di chuyển trên cái xe này như thế nào, từ Bắc đến đây như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Con di chuyển bằng cách mà một tay thì con lái, còn một tay thì con đẩy xuống đất, con đẩy đi. Bởi vì cái thân thể của con, nếu mà con đi nhanh quá, con đi bằng hai tay, còn một tay và hai chân thì nó rất là mệt. Cho nên con tìm cách để làm sao cái thân thể của con nó tiện đi, nó dễ dàng hơn. Bởi vì nó nặng quá cho nên con phải dùng cái xe này để con đẩy đi ạ. Rồi
Với 32 năm như vậy, con cho mọi người biết, nhìn con chẳng có một cái tí gì mà gọi là buồn hay là mặc cảm gì cả. Con có thấy buồn, có thấy mặc cảm hay không? Và làm sao mà con vượt qua được cái nỗi buồn hay là mặc cảm đó? Vì con là một phụ nữ. Dạ. Sau nhiều năm con ở nhà, con đã đi sinh hoạt giáo lý viên. Con đã tham gia giáo lý viên 8 năm và làm bộ phận giới trẻ, làm quỹ để giữ quỹ cho giới trẻ trong giáo xứ được 3 năm. Thì con đã tiếp xúc với mọi người, với các cha, các thầy, là con sẽ tự tin lên. Và mỗi lần con đến nhà Chúa, con cầu xin con tự tin ạ. Bạn các bạn nghe rõ không? Các bạn đứa trẻ nghe rõ không? Một người chỉ học đến lớp 1, một người sinh ra đẻ ngược, đôi chân nó bị không có di chuyển được, mà vẫn dùng đôi tay mình để di chuyển, mà không mặc cảm, không buồn chán. 8 năm tham gia vào giáo lý viên, 3 năm tham gia vào quỹ, vào giới trẻ và giữ vai trò là người thủ quỹ. Hỡi những bạn trẻ, chúng ta học đại học, chúng ta còn lành lạnh cả hai tay, cả hai chân. Chúng ta có một cơ đầu óc bình thường. Chúng ta là con nhà đạo gốc. Chúng ta là những người sống ở trong thành phố với tất cả những điều kiện tốt nhất mà Chúa ban cho. Bây giờ, ai là những người đi tham gia giáo lý viên? Ai là những người đi tham gia giới trẻ? Tôi gặp các cha xứ, tất cả hầu hết đều than bây giờ giới trẻ hiếm quá. Tham gia ca đoàn đâu có được mấy đâu. Đi giáo lý viên lại càng hiếm hơn nữa.